Trận đấu trường thứ bảy của kỳ 194 với hai tay lượt Quỳnh Công Hậu và Đặng Ngọc Nam, nên là cũng là hai lần đầu hai tay vợt gặp nhau, cho nên diễn biến sẽ có những cái đoạn thăm dò ban đầu. Thank you.
Thank you.
Hồng đã dẫn 3 set ở tỷ số lớn rồi. Số 4. Hạng này, thứ 4 thì số đang là 23 đang đầu. Những cơ hội cuối cùng cho Phạm Ngọc Nam. Bây giờ bóng hở quá. Và 11-9. Như vậy trận đấu kết thúc với tỷ số 0 cho mình Phạm Ngọc Nam.